Tầm Vóc Việt được thành lập từ ngày 16 tháng 12 năm 2014 với sứ mệnh đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là các mục tiêu về giáo dục, sức khỏe, công bằng và phát triển bền vững. Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Bắc Á Banh, là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Là một doanh nhân yêu nước với bản lĩnh kiên định và tấm lòng nhân hậu. Bà cùng cán bộ nhân viên đã thầm lặng thực hiện hàng trăm đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt thiên tai tại miền Trung. Hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết đã được trao tặng. Biết bao bé thơ nghèo được cứu giúp mổ tim, cũng như hàng trăm mẹ Việt Nam anh hùng được thăm nuôi và cả nghìn học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn học giỏi được đỡ tiếp ước mơ đèn sách lập nghiệp. Những lớp học, ngôi trường ấm áp ân tình, những khu lưu niệm tôn vinh anh hùng liệt sĩ, những cây cầu, công trình phúc lợi dành cho nơi còn gian khó, hàng ngàn con bò gây dựng cơ nghiệp nhà nông. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ khi ra đời càng chuyên tâm, chuyên nghiệp và kết nối quốc tế cho những hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội của Bắc Á và Tập đoàn TH. Thực hiện tâm huyết của bà Thái Hương, riêng rẽ mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước, cùng nhau chúng ta là cả một đại dương. Trong những năm qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã hoạt động tích cực và hiệu quả trên khắp cả nước, nhận được sự ghi nhận của chính phủ cũng như của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là giải thưởng tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất châu Á năm 2019. Hãy cùng chúng tôi điểm lại 10 hoạt động an sinh xã hội nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Bắc Á Banh trong thời gian qua. Với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng, Bắc Á Banh, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao tặng hơn 100 triệu ly sữa tươi sạch TH Chumil cho học sinh mầm non và tiểu học, 195.000 bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong nhiều năm liên tiếp. Ngoài ra, các đơn vị còn đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình thí điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua can thiệp dinh dưỡng sớm bằng cách xây dựng bữa ăn cân đối và hợp lý về dinh dưỡng, song song với bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và kết hợp hoạt động thể lực, phát triển trí tuệ và tầm vóc của trẻ em, học sinh. Đây là các hoạt động chính trong chương trình dinh dưỡng học đường với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền dinh dưỡng của trẻ em và tầm quan trọng của dinh dưỡng học đường đối với sự phát triển thể chất và trí lực cho thế hệ trẻ. Hơn 100 tỷ đồng là số tiền Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Bắc Á Banh đã trao tặng các suất học bổng tôn vinh các học sinh tài năng tại TH School, học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và học sinh xuất sắc trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đặc biệt, trong năm 2022, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao tặng 10 tỷ đồng, tương đương với hơn 10.400 máy tính trong chương trình Sóng và Máy Tính cho Em, đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ thiết bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19, giúp các em yên tâm học tập. Ngoài ra, nhằm khuyến khích văn hóa đọc, gần 30.000 cuốn sách đã được trao cho các trường học và trung tâm học tập cộng đồng tại Nghệ An, Hà Giang, Gia Lai và Sơn La. Với hoạt động này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt mong muốn góp phần tăng cường cơ hội tiếp cận với tri thức cho các em học sinh bằng những tủ sách miễn phí ngay trong nhà trường. Một 109 tỷ đồng là số tiền ủng hộ trong chiến dịch đồng hành cùng chính phủ phòng chống dịch COVID-19, phối hợp giữa Bắc Á Banh, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tính đến tháng 6 năm 2022. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ 46 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 Việt Nam, trao tặng hơn 4 triệu ly sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe trị giá 30 tỷ đồng, trao tặng 38 máy thở, vật tư y tế và test kháng nguyên trị giá 24 tỷ đồng, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch, người cách ly tập trung và cung cấp nhu yếu phẩm với tổng giá trị 9 tỷ đồng.
dành yêu thương cho Tết vì người nghèo là một truyền thống lâu năm của Bắc Á Banh tập đoàn TH. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, tập đoàn TH và Bắc Á Banh triển khai chương trình Tết vì người nghèo với số tiền 12,6 tỷ đồng. Cả 100.000 người có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ mỗi dịp Tết đến xuân về. Hơn 86,5 tỷ đồng là số tiền Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, tập đoàn TH và Bắc Á Banh tài trợ xây dựng các công trình dân sinh trong các năm vừa qua. Trong đó nổi bật là 10 tỷ đồng xây dựng 188 nhà tình nghĩa tại Điện Biên, 61,5 tỷ đồng xây dựng 1.000 nhà vệ sinh cho em trong 10 năm, cùng hàng trăm cây cầu, trường học và công trình dân sinh khác tại các địa bàn khó khăn. Trong 9 năm đồng hành cùng chương trình Hiến Máu Tình Nguyện Chủ Nhật Đỏ, Bắc Á Banh, tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao tặng hàng triệu sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe từ tập đoàn TH đường Nasu cho toàn bộ hơn 325.000 người tham gia hiến máu, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn với cộng đồng. Mỗi năm, hàng trăm cán bộ nhân viên của Bắc Á Banh đều tham gia hiến máu hưởng ứng sự kiện này với tinh thần không là bác sĩ nhưng bạn cũng có thể cứu người. Cùng chung lý tưởng trong các chương trình an sinh xã hội, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Bắc Á Banh và tập đoàn TH đã đồng hành với Hội Chữ Thập Đỏ trong nhiều chương trình lớn như Tết vì người nghèo, Sức Mạnh Nhân Đạo, các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là trẻ em. Nối tiếp các hoạt động ý nghĩa này, tại lễ phát động Tháng Nhân Đạo năm 2022, ba đơn vị đã đăng ký đồng hành 40,5 tỷ đồng năm đầu tiên và trong 5 năm tiếp theo để hỗ trợ trẻ mầm non và tiểu học trên địa bàn vùng cao, biên giới, hải đảo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ trẻ khuyết tật, tham gia xây dựng trường học vùng cao, khuyến khích phát triển văn hóa đọc, trao tặng những món quà ý nghĩa cho trẻ em vùng cao là một số hoạt động tình nguyện được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức thành công với sự tham gia sôi nổi của hàng trăm cán bộ nhân viên tập đoàn TH và Bắc Á Banh. Không những mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho từng tình nguyện viên, các chuyến đi góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đóng góp cho giá trị cốt lõi vì con người của các đơn vị. Với mục đích gây quỹ từ thiện và góp phần lan tỏa các giá trị yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm, tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức thành công chương trình Ngày hội gia đình vì hạnh phúc đích thực năm 2017. Hơn 3.000 người đã tham gia hưởng ứng các hoạt động và quyên góp 1,5 tỷ đồng, cùng chung tay mang đến hơn 200.000 ly sữa TH Chumiu cho trẻ em nghèo trong chương trình Sữa Học Đường tại tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, chương trình gây quỹ nhân tháng hành động vì phụ nữ và trẻ em và chào mừng sinh nhật bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo cán bộ nhân viên và các chi nhánh công ty thành viên. Từ năm 2018 đến nay, chương trình đã nhận được tổng số tiền 4,7 tỷ đồng với hàng chục ngàn người hưởng lợi thông qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, xây dựng công trình dân sinh và các dự án phát triển cộng đồng. Chuyên nghiệp, minh bạch và kịp thời là những nhân tố góp phần tạo nên thành công của những hoạt động hỗ trợ khẩn cấp từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, tập đoàn TH và Bắc Á Banh. Ngay khi trận lũ lịch sử năm 2020 vừa tràn đến, bằng chiến dịch cùng miền Trung vượt lũ, mệnh lệnh từ trái tim, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt huy động được hơn 1 tỷ đồng sau 15 ngày phát động, trao 600 túi an sinh, 26 bộ neo nhà chống lũ, 10 thuyền cứu hộ, sửa chữa một điểm trường và hai trung tâm y tế bị hư hỏng vì lũ. Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, bão Noru và mưa lũ sau bão đã gây ra bao cảnh đau lòng với đồng bào miền Trung. Nhiều người chết, mất tích, bị thương, hàng nghìn nhà cửa bị phá hoại, tốc mái, hàng chục nghìn gia súc gia cầm bị chết, bị nước lũ cuốn trôi, hoa màu chết,
các công trình thủy lợi, cây xanh, đê, kè biển, đập hồ chứa bị hỏng, sạt lở, hư hại. Trên 7.000 nhà, chủ yếu là ở Nghệ An, bị ngập trong nước. Ngay lập tức, Quỹ Vì Tấm Vóc Việt và Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH đã lên đường đến với đồng bào Kỳ Sơn, trao tặng đợt 1 được 10 căn nhà cùng 74.000 ly sữa TH và đồ uống tốt cho sức khỏe, hỗ trợ người dân vùng lũ. Sau Kỳ Sơn, hàng chục nghìn ly sữa tươi sạch TH True Milk, nước tinh khiết TH True Water và các sản phẩm tốt cho sức khỏe của TH đang tiếp tục được chuyển đến hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bão lũ ở các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương và thị xã Hoàng Mai. Các chương trình hỗ trợ tiếp theo cho miền Trung sau bão Noru và những trận lũ vừa qua sẽ tiếp tục được triển khai bởi 3 đơn vị. Bởi vì đó thực sự là những thôi thúc, mệnh lệnh từ trái tim. Không phải chúng ta làm được bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu lòng yêu thương vào việc chúng ta làm. Với chủ đề gia đình mạnh khỏe, chia sẻ yêu thương, Ngày hội gia đình 2022 mong muốn thông qua chuỗi hoạt động gây quỹ hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết và phục hồi cuộc sống sau bão lũ Noru. Để ủng hộ cho chiến dịch này, bạn hãy chuyển khoản tới Quỹ Vì Tấm Vóc Việt theo thông tin sau đây. Tên tài khoản: Quỹ Vì Tấm Vóc Việt. Số tài khoản: 00300106000122. Tại Bắc Á Banh, Hội Sở Hà Nội. Hoặc sử dụng QR code. Gia đình mạnh khỏe, chia sẻ yêu thương.